Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Bạch đằng giang những chiếc thuyền phơi sắc ngổn ngang, cùng với Hưng đạo vương thể quyết giữ giang sơn, thể quyết đánh quân Nguyên thoát hoang che dài. Tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy nay, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lắm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2017, chương trình Tiếng Nói Việt Nam Cộng Hòa xin kính chào đồng bào và quý đồng nhiệm. Chúng tôi xin gửi một thông báo quan trọng từ Văn phòng Thường trực của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đến toàn thể đồng bào và quý đồng nhiệm tại quốc nội cũng như hải ngoại. Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Văn phòng Thường trực PO Box 2807 Anaheim, California 92814. Cộng sản Việt Nam Trương Hòa Bình bị trúng kế. Ngày 27 tháng 12 năm 2017, kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, sau khi báo mới.com của Cộng sản Việt Nam đăng tin ngày 26 tháng 12 năm 2017, mở ngoặc ngày giờ Việt Nam, đóng ngoặc, về cái gọi là Viện Kiểm sát Nhân dân, có một phiên tòa gọi là xét xử nhóm khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất. Trong bản tin có đoạn viết rằng, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Đào Minh Quân là người cầm đầu tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài. Từ năm 2016, Quân móc nối với Phạm Ly Sa, lôi kéo nhiều người thông qua mạng xã hội thành lập các nhóm hành động để thực hiện các vụ khủng bố. Tiếp theo, chương trình phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng nối đuôi với nội dung tương tự. Tất cả nguồn tin này từ cái gọi là Viện Kiểm sát Nhân dân đưa ra. Viện này hiện do tên Trương Hòa Bình là đầu sỏ và chứa chấp toàn những thứ cặn bã nhất của xã hội Việt Nam: tham nhũng, trộm cắp của công, xì ke, ma túy, gian ác không còn chỗ chứa, và cũng là nơi gây ra nhiều tội ác với đồng bào Việt Nam qua cách xét xử làm tình làm tội dân chúng với thủ đoạn tội nào cũng gom được, tiền nào cũng mua được. Trương Hòa Bình là ai? Trương Hòa Bình sinh tại Cần Giuộc, Long An năm 1953, không rõ ngày. Nhưng y đã làm khai sinh giả thấp 2 tuổi đề ngày 13 tháng 4 năm 1955 để trà trộn phá hoại Sài Gòn trong công tác nội thành cùng với tên Huỳnh Tấn Mẫm. Bình có bí danh là Nguyễn Văn Bình và tên thường gọi là Sáu Đạt. Trước năm 1975, Bình được cha y là Trương Văn Bang cho gia nhập Việt Cộng tại Long Đức Đông, rồi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 15 tháng 11 năm 1973 và chính thức ngày 15 tháng 8 năm 1974. Từ 25 tháng 7 năm 2007, y là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam.
thành viên ban bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, đại biểu Quốc hội khóa 12 và 13. Y cũng từng là một cựu sĩ quan Công an Nhân dân Việt Nam, cấp bậc trung tướng. Cha của Trương Hòa Bình là Trương Văn Bang, nguyên bí thư xứ ủy Nam Kỳ, bí thư Sài Gòn Gia Định, là một tên khủng bố sát hại không biết bao nhiêu thường dân vô tội qua các hành vi đắp mô, gài lựu đạn trên các tuyến đường Sài Gòn, Lục Tỉnh và Sài Gòn, Trung Phần. Nhờ giết nhiều dân lành nên cha của tên Bình được Cộng sản Việt Nam phong cho chức trung đoàn trưởng đầu tiên của lực lượng vũ trang ở Nam Bộ và đã tham gia cướp chính quyền năm 1945 tại miền Đông, mà người dân Nam Bộ khi đó thường gọi là bộ đội ba bang. Mẹ của Bình là Nguyễn Thị Nho, mở ngoặc tức Nguyễn Thị Một, đóng ngoặc, được tuyên thệ đảng viên Cộng sản Việt Nam năm 1935 và là quận ủy Cần Giuộc, thường vụ tỉnh ủy Tây Ninh, phó hội trưởng Hội Phụ nữ miền Đông cho đến năm 1955. Mụ được phân công làm chánh văn phòng xứ ủy Nam Bộ, giúp việc trực tiếp cho tên Lê Duẩn khi Lê Duẩn còn là bí thư xứ ủy Nam Bộ và gả cho Sáu Bang, do Y Thị có công giúp cho Sáu Bang sát hại nhiều dân lành vô tội để cướp của nuôi bộ đội Cộng sản Việt Nam. Năm 1959, mụ bị mật vụ Việt Nam Cộng Hòa bắt giam. Sau khi được thả ra, Y Thị trở thành đại biểu Quốc hội tỉnh Long An khóa 4. Trương Hòa Bình là người Nam nên úy kỵ với Nguyễn Xuân Phúc là người Trung, nên thường tỉ tê với tay chân thân tín tại Úc Châu, chê Nguyễn Xuân Phúc quá dốt nát, không thể là thủ tướng được, và y luôn có mộng thay thế tên Phúc. May mắn cho Bình, khi bắt được vài thanh niên tại Thủ Dầu Một và Long An vì căm tức thái độ gian ác, cướp bóc, hống hách của Tàu Cộng và Việt Cộng, nên tự đứng lên tranh đấu chống độc tài. Bị Cộng sản Việt Nam tra khảo, các thanh niên này có khai việc nghe tin tức về Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời nên làm đơn xin thành lập nhóm vệ binh quốc gia. Tuy nhiên, vì đường lối của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời chủ trương dùng luật pháp không tiến hành bạo động, nên các anh em thanh niên này không liên lạc nữa. Nhưng tên Trương Hòa Bình chụp cơ hội này làm lớn chuyện để mong được lên làm thủ tướng thay thế cho tên Nguyễn Xuân Phúc đang bị thất sủng vì nói năng không ra gì, lờ cờ lờ mờ, làm trò cười cho mọi người. Đúng như thông tin của văn phòng thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đưa ra ngày 26 tháng 12 năm 2017. Điều 1. Bản thân tên Trương Hòa Bình, người cầm đầu cái gọi là Viện Kiểm sát Nhân dân này, là một loại gian tham, tà độc, ngu si, dốt nát, thì không có tư cách gì để kiểm sát hay xét xử ai cả. Bản tin này còn chứng minh lũ Cộng sản Việt Nam đang quá run sợ trước uy tín của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời hiện đang được dân chúng tín nhiệm với số phiếu trưng cầu dân ý gia tăng hàng triệu, nên đã hốt hoảng tung ra những tin tức dối trá, sàm bậy để dàn dựng chụp mũ khủng bố cho Thủ tướng Đào Minh Quân là một nhà ái quốc đang được đồng bào ngưỡng mộ về đường lối đấu tranh ôn hòa nhưng quyết liệt triệt hạ chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Điều 3. Tên Trương Hòa Bình còn dàn dựng sự liên hệ giữa Thủ tướng Đào Minh Quân và cô Lisa Phạm, một người có những tuyên bố miệt thị Cộng sản Việt Nam. Nhưng lũ công an Việt Cộng ngu dốt, quá sợ hãi Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời nên điên cuồng, xuẩn động, mất cả trí khôn, nhìn gà hóa quốc, đưa ra những tin tức điều tra sai sự thật. Nhưng Lisa Phạm không phải là thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Thủ đoạn láo xạo như một nhóm thổ phỉ này của Cộng sản đã trúng kế, đang đánh bóng tên tuổi cho Thủ tướng Đào Minh Quân càng được thêm lòng dân yêu mến. Và những cơ quan truyền thông như VOA, BBC, v.v. muốn bưng bít tin tức của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời nay cũng tự lên tiếng. Vì đường lối của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là phải đưa bọn đầu sỏ tập đoàn Cộng sản Việt Nam ra trước Tòa án Hình sự Hoa Kỳ và quốc tế, tuy cương quyết phải triệt hạ cho được chế độ tà quyền Cộng sản Tây Sai Tàu Cộng phản dân hại nước, nhưng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời chủ trương dùng luật pháp
với sự ủng hộ của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, chứ chưa cần phải tiến hành những hoạt động khủng bố làm ảnh hưởng đến sự an toàn của dân chúng. Cộng sản Việt Nam, một bọn khủng bố phá nước hại dân, đang lạy ông con ở bụi này. Chúng tôi tiếp tục cho đăng tải thông tin này để công luận được minh bạch về một lũ cuồng nô Cộng sản Việt Nam mà chính sự gian tà, xảo trá, bậy bạ của chúng đã tiếp sức cho công cuộc giải trừ chế độ tà quyền Cộng sản thêm mau chóng thành công. Trân trọng, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin đọc hầu quý vị một bài viết dưới nhan đề Anh hùng loạn thế của một đồng hương gửi về cho chúng tôi dưới bút hiệu Cùi Bắp Tiên Sinh. Nhân tiện đây, chúng tôi cũng xin thành thật cảm ơn Cùi Bắp Tiên Sinh đã trình bày rõ ràng cho mọi người dân Việt thấy đâu là sự thật và ai là chính, ai là tà, ai thiện, ai ác, để mọi người dân Việt có một quyết định sáng suốt là mạnh dạn sử dụng quyền nói lên tiếng nói lựa chọn của mình qua lá phiếu trưng cầu dân ý. Đây là một phương cách hữu hiệu nhất và thông minh nhất mà bọn cộng sản khát máu đang tung ra những bọn tay sai để bôi nhọ Thủ tướng Đào Minh Quân và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời một cách bỉ ổi, vô văn hóa, để nhằm đánh lạc hướng của đồng bào là không tiếp tục bỏ phiếu trưng cầu dân ý. Vậy, đồng bào Việt Nam hãy mạnh dạn sử dụng lá phiếu trưng cầu dân ý của mình, đừng để đến lúc đã quá trễ. Kính thưa quý vị, sau đây là bài Anh hùng loạn thế. Thời thế tạo anh hùng. Kẻ sinh vào thời loạn mà trị được loạn, thế ắt sẽ là phúc. Còn không trị được loạn thì sẽ là họa. 10 năm trở lại đây là những năm có nhiều diễn biến và hành động từ phía của người dân đã bước qua làn xanh của nỗi sợ đứng lên lật đổ cộng sản, đòi tự do dân chủ, nhân quyền, đa đảng, đa nguyên. Và gần đây nhất là ngày 5 tháng 3, tổng biểu tình với lời kêu gọi của Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Nhưng kết quả cũng chẳng đi tới đâu, vì thiếu sự thống nhất, thiếu đi những thành phần lãnh đạo nồng cốt. Cuộc biểu tình ở miền Trung thật ra chỉ là cuộc cách mạng môi trường đòi Formosa bồi thường vì đồng tiền đi liền khúc ruột. Lợi ích của mình sao để kẻ khác xâm hại. Nhân dân miền Trung và miền Nam luôn muốn Việt Nam Cộng Hòa quay về, vì dù sao Việt Nam Cộng Hòa cũng tốt hơn Cộng sản. Ở miền Nam thì đương nhiên là ủng hộ bà con miền Trung, và đáng chú ý nhất là hướng tới đấu tranh xuống đường để tổng đình công lật đổ Cộng sản Việt Nam. Miền Bắc thì không có biểu tình. Chỉ khi nào nghe tin Trung Cộng bồi đắp đảo, xâm phạm lãnh hải vân vân. Điều đó cho thấy dân tộc này chưa đoàn kết, chưa thống nhất về chính kiến. Đặc biệt ở miền Bắc, cái nôi cộng sản vẫn còn lưu luyến đảng cướp, mở ngoặc, mafia Ba Đình, đóng ngoặc, mặc dù họ đã bỏ đảng trong lòng. Trong năm 1975, từ ngày lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa bị Cộng sản Bắc Việt đánh, nhờ vào sự hỗ trợ của Mặt trận Giải phóng miền Nam yểm trợ Cộng sản Bắc Việt. Một năm sau đó, Cộng sản miền Nam mở ngoặc, Mặt trận Giải phóng miền Nam đóng ngoặc, bị triệt tiêu lực lượng hoàn toàn và rút mình chờ thời ở trong và ngoài nước như Việt Tân, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lưu vong của ông Quang Nguyễn mở ngoặc 2016 mới đây thôi đóng ngoặc, Phạm Văn Thành
và những tay sai cho các bọn ô hợp, từng đem voi về giày Mã Tổ như Mã Tiểu Linh, Lý Sa Phạm, JP Thanh Luân, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, vân vân, rất nhiều. Mục đích chung của những tổ chức, cá nhân mở ngoặc, tay sai đóng ngoặc nói trên là để người dân nổi dậy, tổng đình công, lật đổ cộng sản. Nước Việt loạn thế, để nắm chính quyền cai trị Việt Nam. Nhưng than ôi, sự dân chủ cộng sản miền Nam ban cho sẽ như nước Nga Putin hay như Triều Tiên Kim Jong-un, Libya Gaddafi. Tôi tin rằng tất sẽ nói là không bao giờ chấp nhận, dù chỉ là bóng của cộng sản hay dân chủ cuội trên Việt Nam. Điều đó là sự lựa chọn không khác gì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ở hải ngoại, cụ thể là Mỹ, xuất hiện lên một chính phủ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, được Mỹ hậu thuẫn và đối kháng lại huyền thoại Hồ Chí Minh 30 năm ra đi tìm đường cứu nước, và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Thủ tướng Đào Minh Quân lãnh đạo ngày 16 tháng 2 1991. Với lịch sử gần 30 năm hình thành trên đất Mỹ để giải thể triệt để cộng sản, quy hàng tàu và quy hàng Mỹ, người dân chọn bên nào? Nhưng đối với cộng sản miền Nam, đây là một đối thủ đáng gờm và đầy nguy hiểm, vì kẻ trên đời này nuôi mộng làm hoàng đế rất nhiều. Phàm là kẻ muốn làm hoàng đế đâu chấp nhận kẻ khác làm hoàng đế. Cho nên, chúng phải dùng các tổ chức quốc doanh và dân chủ cuội luôn tự khoe mình học thuyết tài ba. Trên thông thiên văn, dưới thông địa lý ra để triệt tiêu uy tín của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Mã Tiểu Linh, Jackson Nguyễn, Nguyễn Mỹ Hạnh, Phạm Văn Thành, JP Thanh Luân, Huỳnh Quốc Huy luôn nói là ai bị bắt, lừa đảo, đàn áp đều là do chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời chỉ điểm. Vậy sao họ không đâm đơn gửi cho CIA và FBI Hoa Kỳ để giải thể chính phủ này đi? Tôi nhớ không lầm, mấy người này luôn luôn nhắc đến và kêu gọi biểu tình. Vậy hôm 5 tháng 3, số người bị đàn áp và bị bắt bớ, sao không thấy ai đứng ra nhận trách nhiệm với đồng bào, mà lại quay sang đổ cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, trong khi Linh Mục Nguyễn Văn Lý là người kêu gọi và các người cũng ăn theo lời kêu gọi đó. Đô la họ hưởng, rùi cui người dân chịu, ăn cơm chúa nên phải múa tối ngày. Quả nhiên là như vậy. Việt Tân là cánh tay nối dài của cộng sản miền Nam ở hải ngoại. Còn các nhà dân chủ cuội trong nước, không ít kẻ liên quan đến Việt Tân. Việt Tân, một cánh tay phải của cộng sản miền Nam, chi phối tiến trình cộng sản sụp đổ để dựng lên chính quyền bù nhìn, khủng bố, dân chủ cuội đang chui ra từ từ khỏi chiếc áo chết chắc mang tên Mặt trận Giải phóng miền Nam. Những tên ăn cơm của chúng, như tôi nói tên ra, là những ngón tay của chúng. Giữa cộng sản miền Nam và chính thể Việt Nam Cộng Hòa, mở ngoặc, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đóng ngoặc, người quốc nội lựa chọn bên nào? Ở Việt Nam hiện nay, có hai thế lực chư hầu chi phối cả đất nước, gồm có chư hầu miền Bắc Việt Nam, mở ngoặc, Cộng sản Bắc Việt, và miền Nam Việt Nam, mở ngoặc, Cộng sản miền Nam, đóng ngoặc. Hai thế lực này
rất giống như liên minh Tôn Lưu, tuy hai mà một, tuy một mà hai, đều đồng lòng bảo vệ quyền lợi, quyền độc tôn cai trị Việt Nam, đồng lòng đàn áp nhân dân và những ai chống đối, kể cả đảng viên, quân nhân từng phục vụ Cộng sản, như mở ngoặc cuộc thanh trừng Nguyễn Chí Thanh, đọc mở ngoặc 1967, đóng ngoặc Trần Độ, mở ngoặc 1999, đóng ngoặc. Cuộc thanh trừng này là để tranh nhau sự ảnh hưởng, bảo vệ quyền lực của cả hai bên. Vì chế độ độc tài sẽ sinh ra tham nhũng, phe cánh. Sinh ra tham nhũng, phe cánh thì sinh ra tranh quyền giữa chư hầu hai miền. Đặc biệt là 10 năm gần đây, khi chiếc bánh tài nguyên mở ngoặc, dầu khí khoáng sản, đóng ngoặc, và tài công mở ngoặc, dự án tượng đài nghìn tỷ, đóng ngoặc, ngày càng cạn kiệt. Trong khi đó, người ăn ngày càng nhiều, mà chiếc bánh ngày càng ít đi. Nhất định phải có đại chiến giành nhau miếng bánh ngon Việt Nam. Hiện nay, đáng chú ý nhất là cuộc thanh trừng của phe Trọng và phe Dũng. Sau Đại hội Đảng khóa 10, ngày 27 tháng 6, 2006, Nguyễn Tấn Dũng được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, từ tháng 9 năm 1997 đến tháng 6, 2006, Dũng đã được cử làm Phó Thủ tướng, từng giữ các chức vụ liên quan đến kinh doanh và tài chính như Chủ tịch Hội đồng Tài chính Tiền tệ Quốc gia, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Đầu tư Xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La, vân vân. Nguyễn Tấn Dũng được tái đắc cử Thủ tướng nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 25 tháng 7, 2011. Lúc đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, mở ngoặc 2011-2015, đóng ngoặc, có 175 ghế ủy viên Trung ương Đảng chính thức, thì phe Dũng chiếm đến 70%, còn 30% thuộc về các phe khác, nên Dũng làm mưa làm gió. Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị Shangri-La, mở ngoặc Singapore, 31 tháng 5, 2013, đóng ngoặc, không chấp nhận đánh đổi chủ quyền để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viễn vông và sự lệ thuộc vào đó. Nguyễn Tấn Dũng cũng có những sai lầm từ đó dẫn đến về bản chất, âm mưu và tham vọng chính trị. Thứ nhất, có nhiều thủ đoạn để giành chức Tổng Bí Thư, tiến tới làm Tổng thống và thay đổi chế độ bù nhìn, thay đổi Đảng Cộng sản. Thứ hai, lên truyền hình như là Tổng thống ở các chế độ tư bản và đọc thông điệp đầu năm có nội dung kêu gọi thay đổi thể chế và phát động dân chủ. Thứ ba, đề xuất thúc giục Quốc hội thông qua luật biểu tình để thực hiện cách mạng cam. Thứ tư, mời cựu Thủ tướng Anh Tony Blair làm cố vấn, trong khi ông này là một chuyên gia tổ chức diễn tiến hòa bình, tổ chức cách mạng màu. Thứ năm, hình thành nhóm lợi ích trên phạm vi cả nước, bao gồm cán bộ đương chức lẫn nghỉ hưu. Ngay lập tức, một trang web mang tên Chân dung quyền lực xuất hiện, vạch tội phe cánh Nguyễn Phú Trọng, đánh bóng Dũng như một lãnh tụ, một Gorbachev thứ hai của Việt Nam. Nhưng sự dân chủ này chỉ là nền dân chủ cuội như nước Nga Putin
Libya, Muammar Gaddafi, vân vân. Nếu Dũng lên nắm chính quyền, chư hầu hai miền luôn đấu đá nhau để tranh giành quyền lực, tranh nhau ảnh hưởng, nhưng lại đoàn kết khi sự tồn vong của Đảng Cộng sản bị đe dọa. Kẻ thù số một là chính thể Việt Nam Cộng hòa, mở ngoặc, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đóng ngoặc. Kẻ thù số hai mới là nhân dân, trí thức, các đảng viên Cộng sản đã thức tỉnh. Vẫn câu nói cũ, phàm là kẻ muốn làm hoàng đế, đâu chấp nhận kẻ khác làm hoàng đế. Câu nói này đặc biệt ứng với Cộng sản miền Nam, vì chúng luôn ấp ủ làm bạo chúa Việt Nam. Cả Cộng sản Bắc Việt còn nhìn ra dã tâm của chúng. Chiếc ghế gọi là Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam chưa có Cộng sản miền Nam nào ngồi lên cả. Cả hai đảng Cộng sản hai miền đều biết chuyện trong vòng vài năm tới Cộng sản Việt Nam sụp đổ là điều không ai ngăn nổi. Trụ được đảng khi nào thì trụ, tham nhũng được đến đâu thì tham nhũng. Và cả hai đều có một kế hoạch hoàn hảo, vừa bấu víu vào Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa chuẩn bị một nhân vật mở ngoặc, ngồi tù hoặc lãnh tụ đứng lên kêu gọi lật đổ Cộng sản Việt Nam, đóng ngoặc. Đó là Vũ Quang Thuận miền Bắc, Nguyễn Tấn Dũng miền Nam. Cả hai tên đều được Cộng sản cho lui vào hậu trường nghỉ ngơi, chờ thời cơ để tranh quyền với chính thể Việt Nam Cộng hòa, mở ngoặc Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đóng ngoặc. Nếu Cộng sản thành công thì Việt Nam sẽ có một nền dân chủ như Putin vậy. Vì vậy, ông Đào Minh Quân tứ bề thọ địch. Tại sao lại tứ bề thọ địch? Địch gồm những ai mà đến tứ bề? Hẳn những người Việt tị nạn Cộng sản đều biết đến những ngày tháng gian khổ của cuộc sống lưu vong ở các trại tị nạn ở một quốc gia xa lạ. Chúng ta phải để lại quê hương mở ngoặc, nơi ta lớn lên, nơi mà tổ tiên đã bỏ xương máu chống giặc ngoại xâm. Từng cây cầu tre, từng viên đá nhỏ trước nhà, đóng ngoặc. Nơi mà cha mẹ dạy ta gọi là quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn. Nỗi khó khăn này, nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương phải gác lại, vì ở Việt Nam cho đến giờ vẫn còn Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ngoặc một đảng cướp mang trong mình thú tính dùng người Việt giết lẫn nhau để làm con chó cho Trung Cộng, cho Liên Xô, đóng ngoặc. Chúng ta là những người Việt bị Cộng sản cướp nước, cướp tự do, cướp quyền tự do ngôn luận, cái quyền mà ai sinh ra cũng phải có. Chúng ta phải nhớ, không chỉ là Cộng sản Bắc Việt cướp, mà còn có Cộng sản miền Nam, mở ngoặc, chư hầu thua cả chó, đóng ngoặc, tiếp tay. Miền Nam còn chạy theo dòng người tị nạn để cho chúng ta không thể phục quốc, làm cho ý chí chúng ta tắt hẳn. Điển hình là Việt Tân, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa lưu vong. Chưa kể một số quân nhân Việt Nam Cộng hòa bị mua chuộc, mở ngoặc. Đảng mang vỏ chống Cộng sản nhưng luôn nói mong Cộng sản thay đổi. Và đám chóp bu Việt Tân và Cộng sản Việt Nam như Huỳnh Thanh Hoàng, Mã Tiểu Linh, Thái Vi Lan, Trịnh Du, Quang Nguyễn, Phạm Văn Thành, Lisa Phạm, JP Thanh Luân, Tạ Phong Tần, Điếu Cày, vân vân, đóng ngoặc. Họ là những người sinh sau đẻ muộn,
chưa sống trong hai nền đệ nhất đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, chưa từng mang tính mạng ra chiến đấu trực diện với Cộng sản, chưa từng am hiểu về quân sự hay chiến lược của quân đội, chưa đứng trong võ đài chính trị. Đám người này làm sao để lật đổ một đảng cướp như Cộng sản đây? Mở ngoặc, khi Cộng sản còn thừa nhận ở các nước trong Liên Hiệp Quốc và chúng còn dựng lên cái gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng có quân đội, công an trên 5 triệu đảng viên. Chúng còn là con chó ngoan của Tàu Cộng, đóng ngoặc. Người Mỹ sở dĩ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa là vì họ không cần bắt buộc phải chiến thắng tại tiền đồn chống cộng ở Đông Dương. Mỹ không có kẻ thù hay bạn bè mãi mãi, mà chỉ có lợi ích mãi mãi. Chẳng lẽ lợi ích mà Trung Cộng đang thèm muốn ở Biển Đông, người Mỹ ngày xưa không biết sao? Hồ Chí Minh là người Tàu, CIA không biết sao? Thế nên họ mới ngầm hỗ trợ cho Việt Nam Cộng Hòa, một chính phủ đã và đang song hành cùng Mỹ trở lại Việt Nam ở phương diện chính trị và quân sự. Còn kinh tế, họ đã trở lại từ lâu, sau khi Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, tiền thân của Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam ra đời, 16 tháng 2, 1991. Dưới một góc nhìn nào đó, rõ ràng là lệnh bãi bỏ cấm vận kinh tế tháng 7 năm 1994 của Mỹ đã là một đòn chiến lược chí tử đánh vào phía cựu thù. Nền kinh tế thị trường dưới định hướng xã hội chủ nghĩa đã hủ hóa nhanh chóng các tầng lớp đảng viên Cộng sản. Thành phần đảng viên liêm chính còn lại đã bị loại trừ hoặc vô hiệu hóa tự nhiên bởi bộ máy tham ô, và tham ô đã trở thành một tập quán quen thuộc của hàng ngũ cán bộ. Đảng Cộng sản Việt Nam đã chiến thắng trên mặt trận quân sự năm 1975, nhưng đã thảm bại nặng nề trong cuộc chiến kinh tế từ khi người Mỹ trở lại Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam có thể còn tiếp tục ngoan cố, bám víu lấy quyền lực một cách ích kỷ, song không thể quay ngược lại bánh xe lịch sử. Xu hướng xã hội ngày nay đã thay đổi theo chiều hướng tiến hóa tất nhiên của nhân loại. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không kịp đổi mới đúng hướng và đúng mức, hậu quả của một sự đào thải chắc chắn sẽ phải xảy đến. Sự đào thải này Cộng sản đã lường trước, nên cả hai chư hầu hai miền đều có những cái tên đang được cho lui vào hậu trường. Đó là phong trào chấn hưng nước Việt Vũ Quan Thuận, mở ngoặc sẽ lập ra một đảng phái, chính phủ, và lãnh tụ Nguyễn Tấn Dũng, mở ngoặc ông trùm tham nhũng, đóng ngoặc, sẽ lại diễn màn kịch Việt Nam Dân Chủ. Dám hỏi đồng bào, đồng bào có chấp nhận một nền dân chủ như nước Nga Putin không? Chư hầu hai miền muốn thành công, ngồi vững vào ngôi độc tôn chính trị ở Việt Nam, thì phải loại chính thể Việt Nam Cộng Hòa, mở ngoặc Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ngay từ đầu. Bằng chứng cho việc Cộng sản hai miền đang đoàn kết hơn bao giờ hết, đó là chơi trò bôi bẩn chính trị vào ông Đào Minh Quân
và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đào Minh Quân tứ bề phải thọ địch. Ngay cả những người từng là cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa cũng quay sang chống đối, vì một số còn cái tôi quá cao, một số bị mua chuộc, mở ngoặc. Chính tôi đây từng được quả cáp, những chầu nhậu nhẹt, tiền bạc cộng sản hoặc đám Việt Tân nhét vào túi, đóng ngoặc, với điều kiện làm tay sai cho cộng sản, nói láo về Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Những ai thấy được cái khổ của người dân, mở ngoặc, cơm không đủ ăn, những tượng đà nghìn tỷ từ thuế của dân, đồng bào miền núi không còn biết đến cái gọi là bệnh viện, đóng ngoặc, cái lao động trẻ em, mở ngoặc, đi ăn xin, ngủ lề đường, chua chát nhất là các em còn phải moi rác để mà ăn, đóng ngoặc. Các em phải lang thang vì cơn đói suốt bao ngày. Không ai che chở, nếu như các em sinh ra trong chế độ khác, có lẽ tương lai các em sẽ tốt đẹp hơn. Những ai có lương tri, có cái lòng thương yêu người Việt máu đỏ da vàng, chắc cũng sẽ từ chối, dù biết rằng sẽ bị quản thúc tại gia, bị những cuộc gọi dọa giết cả nhà, đi đâu xa trên 5 cây số cũng phải xin phép. Tôi không hối hận vì điều đó, làm người đàn ông phải sống với 5 điều: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, và với một quân nhân phải lấy trung dũng làm đầu. Sống trái lương tâm, sao dám kê cao gối ngục? Chẳng lẽ ra chiến trường bị giặc bắt nhốt, chúng ta phải nói xấu, nhục mạ tổ quốc mình hay sao? Kính xin những ai còn chút lòng thương giữa con người với nhau, hãy chung tay lật đổ Cộng sản Việt Nam, hết lòng khôi phục Đệ Tam Cộng Hòa bằng việc ủng hộ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Từ lúc Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được đông đảo đồng bào biết đến gần 1 năm trở lại đây, và nhiều nhất là trưng cầu dân ý, nhận được niềm tin, niềm hy vọng khôi phục lại thể chế Việt Nam Cộng Hòa chính thể. Từ đó, một số Facebooker hoạt động chống cộng sản cũng như trong và ngoài nước, như Mã Tiểu Linh, Lisa Phạm, JP Thanh Luân, Huỳnh Quốc Huy, Trương Quốc Huy, Tạ Phong Tần, Huỳnh Thanh Hoàng, vân vân. Điểm chung của họ là chống cộng sản, kêu gọi người dân đứng lên chống cộng sản. Có kẻ hô hào rất lâu, có kẻ chửi cộng sản rất hay, có những kế để triệt hạ cộng sản, mở ngoặc, xin lỗi, viết đến đây mình đã phì cười, đóng ngoặc. Mình phì cười vì cái kế hoạch hay sự kêu gọi lật đổ cộng sản của họ đều bị cộng sản biết. Vì sao cộng sản biết? Vì họ kêu gọi ngày biểu tình, hiến kế triệt hạ cộng sản ngay trên những trang mạng xã hội, rồi quay clip đăng lên YouTube, mở ngoặc. Một số còn bật chế độ kiếm tiền gần chục quảng cáo trong video, đóng ngoặc. Thử hỏi, cộng sản có biết không? Có xem, có nghe không? Nếu bạn là cộng sản, bạn sẽ nghĩ ra cách đối phó ngay không? Thật buồn cười, kế hoạch lật đổ cộng sản như thế nào, biểu tình ra sao, lại lừa được đám người vô tình hay gián tiếp để cộng sản biết. Thế mới buồn cười, như một đám người đi một vòng tròn lớn vậy. Thế mà, mạnh miệng, ta đây là học thức uyên thâm, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý. Chuyện của cộng sản ta biết hết, tin vào và hành động theo lời nói của ta, cộng sản sẽ sụp đổ. Nói tới đây, chắc mọi người đều biết vì sao
Cộng sản vẫn còn tồn tại tới giờ này. Trở lại với chính thể Việt Nam Cộng Hòa mở ngoặc, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đóng ngoặc. Mọi người hãy nhìn lại những cái tên tôi nói đến, có tên nào không nói xấu hay dựng chuyện bịa đặt Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời không? Với những từ ngữ khi livestream như DM, thằng chó, súc vật, vân vân, có ai có học thức và địa vị cao trong xã hội ở Mỹ cũng như Việt Nam nói như vậy không? Đủ thấy rằng họ là thành phần nào, địa vị ra sao, nhân cách thế nào trong xã hội. Chứ đừng nói đến nghề nghiệp của họ, chẳng chút liên quan đến chính trị. Tất cả những quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa, giờ trẻ nhất cũng đã 60 rồi. Mở ngoặc cựu quân nhân, quan chức Việt Nam Cộng Hòa, đóng ngoặc, là những người trực tiếp đối đầu với Cộng sản. Họ đấu trí, chiến đấu trực diện với Cộng sản. Có lãnh đạo nào chưa được đào tạo, chưa có kinh nghiệm chiến đấu mà lật đổ được một chế độ hay một triều đại chưa? Hay chỉ là về Việt Nam bị Cộng sản bắt rồi nhờ Hoa Kỳ đưa về, rồi ngước mặt nhìn đời, xem ta là vô đối, can đảm rồi kêu gọi mọi người nghe theo, làm theo mình. Tôi xin cười một lần nữa. Những người này đang làm cho Cộng sản Việt Nam và Tàu cười ra nước mắt, vì họ như là một tên mộng du vậy, mở ngoặc, đi xuống cống mà không hay, đóng ngoặc. Đồng bào thử nghĩ đi, chuyện tốt đẹp như vậy, sao 42 năm nay chúng ta không làm? Vì ta thiếu lãnh đạo, sự gan dạ và tinh thần sáng suốt, sự an tâm khi có các cường quốc hỗ trợ. Mấy người nói trên, ngoài dẫn đồng bào đi một vòng tròn lớn ra, có thể làm gì? Về Việt Nam biểu tình à? Rồi sao nữa? Tàu chắc để yên cho Cộng sản Việt Nam sụp đổ sao? Tàu tràn sang rồi kháng chiến à? Lính đâu? Vũ khí đâu? Ai ra trận đối đầu với tàu đây? Lật đổ Cộng sản cho là được đi, rồi hậu Cộng sản làm gì quản lý ở đây? Tổ chức tổng tuyển cử không? Bao lâu? Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tuyển quân đội hay làm điều gì? Nói như một chính trị gia này nọ, phê phán đủ điều. Tôi thắc mắc ba điều thôi. Với học thức uyên thâm như mấy người, sao lại tự quảng cáo? Sao không kiếm nghề khác cao hơn? Sao toàn thời gian dành đa số chống Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thế? Và với niềm tự hào về chính trị cũng như quân sự, sao không có ai làm nghị sĩ hay sĩ quan từ cấp tá của quân đội Hoa Kỳ vậy? Các sự kiện của Việt Tân, sao luôn thấy sự có mặt các người vậy? Xin đồng bào hãy nhận thức ai thật, ai giả. Những thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đa số là những cựu quân nhân, viên chức Việt Nam Cộng Hòa, từng đối đầu trực tiếp với Cộng sản. Họ có kinh nghiệm và kiến thức để đương đầu với Cộng sản, không như những tên miệng mồm la lói, reo hò chống Cộng sản nhưng chẳng đi tới đâu. Thời gian cũng đã chứng minh ai là người Việt Nam hiện nay cần rồi. Một hành động cao hơn nghìn lời nói, thưa đồng bào. Chúng tôi có nêu ra một số cái tên chóp bu Việt Tân như Mã Tiểu Linh, Lisa Phạm, JP Thanh Luân, Phạm Văn Thành, Trương Quốc Huy, đặc biệt là Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu Vong, Vũ Minh, Trịnh Du, Nhất Nguyên, Jackson Nguyễn, Huỳnh Thanh Hoàng. Thứ nhất, điểm chung ở họ
là luôn nói là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, hoặc chống cộng vì tự do, dân chủ, v.v. Nhưng những người này không hiểu biết và càng không phải người làm chính trị hay quân sự. Họ hô hào và mở rộng tối đa phạm vi ảnh hưởng trên trang mạng xã hội, kêu gọi mọi người hãy đứng lên lật đổ cộng sản, mở ngoặc, như dùng kim tiêm của người nhiễm HIV đâm vào cộng sản. Một số đề ra ba sạch: đốt sạch, giết sạch, phá sạch. Kế hoạch biểu tình đem ra đăng lên Facebook, vân vân. Và đáng gờm nhất là lập ra nhóm Delta ở Việt Nam, đóng ngoặc. Có một cái gì đó rất ngu ngốc và vô cùng rừng rú của những người này. Dùng kim tiêm đâm vào cộng sản. Vâng, chắc là nó để yên cho đâm. Đứng từ xa bắn một viên là xong. Áo của cơ động chắc mỏng manh như áo ngủ của phụ nữ. Cái rừng rú và ngu xuẩn là chúng ta phải đốt sạch, giết sạch, phá sạch. Và làm như vậy sẽ đẩy Việt Nam hỗn loạn và càng đẩy đồng minh của Cộng sản Việt Nam là Trung Cầu sang dẹp loạn. Rồi nhờ đó mà Tàu tuyên bố Việt Nam hỗn loạn vì tình anh em Cộng sản, xin đóng quân bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cũng như kinh tế chính trị nước bạn Việt Nam. Tôi xin hỏi đồng bào, có ai chấp nhận cách này không? Thật là ngu ngốc khi tự mình rước voi về giày Mã Tổ. Kế hoạch biểu tình như ở đâu, khi nào, ứng phó cộng sản ra sao đều đăng lên Facebook, YouTube. Chắc cộng sản nó không biết sao? Đây là vô tình hay cố ý để cộng sản biết? Cuối cùng là lập ra nhóm Delta Cửu Long Xanh. Lực lượng nghe rất oai, nhưng họ sẽ làm gì? Hay là biểu tình bạo động, ám sát, đốt nhà, khủng bố như cộng sản miền Nam ngày xưa? Có kế hoạch tổ chức gì không? Cộng sản nó không biết cài người vào hay sao? Hay là để nước bạn Trung Cầu qua dẹp loạn? Bao nhiêu đó thôi, đủ biết là cái nhìn hạn hẹp của kẻ thất phu, cái ngu ngốc mà xem ta là mẹ thiên hạ. Thứ hai, đây là hai phe nhé. Một bên chóp bu Việt Tân, một bên chóp bu Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lưu vong. Điểm chung là xem việc chống cộng sản là để thử xem YouTube của họ đi, có cái video nào không bật kiếm tiền, trên dưới chục quảng cáo tiền thiện nguyện. Tôi khẳng định rằng ngày nào còn đám người vô sĩ này là ngày đó cộng sản vẫn ngồi vững. Thứ ba, đó là các nhà chính trị gia và nhà quân sự trẻ tuổi luôn cùng nhau chơi trò bôi bẩn chính trị với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời bằng những từ ngữ thiếu giáo dục và cách đối xử với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Tôi cứ nghĩ những người này là dân chợ búa, giang hồ, thành phần thấp hèn trong xã hội, nhân cách và đạo đức không ra gì, chẳng khác nào cộng sản cả. Đạo xử thế và dùng binh, đó là trước tiên phải tôn trọng đối thủ, đó là nguyên tắc cơ bản của một nhà chính trị quân sự. Thế mà những người tự cho mình ăn học cao, biết nhiều chuyện trong xã hội, sao lại dùng kiểu lưu manh cộng sản ra bôi nhọ đối thủ? Thuốc đắng, dã tật, sự thật, mất lòng. Đúng là khi ếch nhái ánh ương cùng làm chính trị
thì dùng tối đa tiếng kêu của mình. Người làm chính trị luôn xem nhẹ tiểu tiết, nghĩ cho đại sự. Thế nhưng, những con người tự mình luôn luôn cho là mình tài ba, luôn dùng con mắt của kẻ thất phu để tìm lỗi từ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Từng câu, từng chữ, từng bộ đồ, từng vật dụng, mở ngoặc như súng, bảng tên, xe cộ, đóng ngoặc. Đây là đôi mắt hạn hẹp, luôn núp lùm soi mói đối phương. Việc làm này mà kẻ tiểu nhân rất hay làm. Bằng việc tối đa mở rộng cơ hàm để la lói, chụp mũ, bôi bẩn, các nhà dân chủ đang làm mình trở nên ngu ngốc và làm cho giá trị bản thân không thua gì ếch ngồi đáy giếng. Ông Đào Minh Quân và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và Hoa Kỳ đang dùng những bước đi thật sự để dần quay trở lại chiến trường Việt Nam bằng chiếc mũ nồi xanh của Liên Hiệp Quốc. Thương trường Hoa Kỳ đã trở lại từ lâu, làm cho tầng lớp đảng viên Cộng sản bị phân hóa và chính bản thân Cộng sản Việt Nam bị một khối ung thư kinh tế không thể chữa được. Những ngày tiếp theo sẽ còn những gì mà Hoa Kỳ và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời chưa công bố. Xin trân trọng kính chào tất cả quý đồng hương trong và ngoài nước. Việt Nam hóa ra thành một người, chỉ một bàn tay hóa ra thành chiều bàn tay, hàng chiều bàn tay phất tung bay ngọn cờ vàng, là chiều bàn tay đánh cho tàn lũ quân bảo tàng. Chiều người Việt Nam khắp trên mặt địa cầu, cùng một bàn tay đấu tranh đòi lại quê hương, đòi lại tự do đã bao năm thành ngục tù, đòi lại Việt Nam phá tan xiềng xích loài cộng nô, nói cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống lầm than, dân không có tự do, người không có nhân quyền, nói cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống lầm than, dân không có tự do, không có nhân quyền. Việt Nam hóa ra thành một người, chỉ một bàn tay hóa ra thành chiều bàn tay, hàng chiều bàn tay phất tung bay ngọn cờ vàng, là chiều bàn tay đánh cho tàn lũ quân bảo tàng. Chiều người Việt Nam khắp trên mặt địa cầu, cùng một bàn tay đấu tranh đòi lại quê hương, đòi lại tự do đã bao năm thành ngục tù, đòi lại Việt Nam phá tan xiềng xích loài cộng nô, nói cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống lầm than, dân không có tự do, người không có nhân quyền, nói cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống lầm than, dân không có tự do, người không có nhân quyền, nói cho toàn thế giới.